Miller. Yomot VFL Winter 2021 đón xem trận chung kết bùng nổ vào ngày Chủ nhật 18 giờ 17 tháng 10 2021. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với Yomot VFL Winter 2021 và ngày hôm nay sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng, ngày thi đấu thứ 18 của chúng ta. Và cũng là lúc mà chúng ta sẽ tìm ra đội tuyển nào có được cái ngôi vị dẫn đầu và tất nhiên là 12 đội tuyển sẽ có mặt ở trận chung kết. Đắk Lắk vẫn đang bị cầu máu, cái lùng đạn bị kẹp lại vì cái mình đang bị tấn công bởi hai hướng hoàn toàn khác nhau. Và vòng bóng này thì các thành viên bên phía của Heavy họ đang có vị trí đứng cực kỳ thuận lợi, liên tục ném ra những quả lựu đạn tới từ Minsu. Minsu đang cố gắng để bắn nhưng bên kia họ đã bị tấn công vào 19. Thành Nhã lao ra, Thành Nhã bật cho mình học và họ mạnh tiếp tục đẩy lên với cầu Victor Đôi. Thành Nhã di chuyển rất hay và giờ gót x2 khiến cho đối thủ không thể cựa quậy được một chút nào cả. Nhưng Heavy biết điều đó, Heavy đang muốn đẩy vào và nên thế Heavy có thể quay lại đối thủ một cách nhanh chóng. Heavy đang ép vòng bo này, lợi thế vòng bo thuộc về Heavy nhưng quân công gốc trong khu trường học thuộc với các thành viên bên phía của Box Gaming. Heavy đang muốn để lên đó là Panda muốn lao vào để bắn nhưng còn hào quang hộ mệnh đến từ bên phía của Box Gaming và đây là ảnh từ bên ngoài, ảnh cũng bị chặn lại bởi quá nhiều quả bóng keo và vẫn còn đạn M79 tới từ giờ góc đi hai. Đó là điều quan trọng nhất, giờ góc đi hai đang thấp máu ở tình huống này và Kim Chon đang muốn đẩy ra, cố gắng tìm góc để bắn. Kim Chon đang cố gắng để nhìn đối thủ xem ở đâu. Ngoài kia thì các thành viên bên phía của Heavy họ mất đi một, đã có 5 kill tới từ bên phía của Heavy rồi nhưng họ cần cái top 1 này, cần cái Booyah này để chắc chắn có được thêm 2 điểm cộng nữa. Vẫn đang bắn như một cái máy tới từ vị trí của Bảnh nhưng chỉ còn lại có 3 người. Liệu đội hình của Heavy có thể làm được hay không? Hai quả bóng keo cuối cùng tới từ Bảnh. Bảnh đang muốn đẩy lên phía trước, còn vị trí của Panda và vị trí của Kim Tròn vẫn đang quân quần đối thủ. Kim Tròn đang làm tốt khi bắt ra sau đẩy lên phía của các thành viên Box Gaming. Bắn nốc được một người rồi, Bảnh nốc được giữa gót x2 và đây là 2-1 tới từ Heavy. Làm được hay không nào? Cần phải cố gắng hơn. Và kia là vị trí của Reno, người cuối cùng của Box Gaming mà đang đẩy lên, bắn tốt từ vị trí bên phía của Bảnh và đó là cái Booyah, một cảm giác rất Jomos dành cho Heavy. Heavy chứng minh rằng mình đang dần trở lại và đó là cái màn trình diễn xuất sắc từ Heavy, cái cách mà họ công vào rất từ tốn. Với 9 điểm hạ gục, họ có một cái Booyah trong bán thi đấu thứ nhất và cầm về cho mình đó là 21 điểm. Box Gaming mặc dù có nhiều kill hơn nhưng tổng số điểm của họ chỉ có 19 mà thôi, thua 2 điểm so với Heavy. Và về vị trí top 3 đó là Up. Khoảng cách giữa Buster Sky cùng với các thành viên BB Team Platinum này chỉ là 24 điểm và vẫn còn tới 5 ván đấu. Trong khi đó thì Heavy họ vẫn đang bám sát Box Gaming nhưng mà ván đấu vừa rồi khoảng cách chỉ thu hẹp lại có 2 điểm mà thôi. Là đốt rất đau, Complex không thể làm được gì cả. Bên này thì Ricky đang cố gắng để bắn nhưng Ricky cũng đã phải nằm bởi những viên đạn tới từ Nam Hiếu. Nam Hiếu bên này có thể xử lý tốt và bên này chúng ta nhìn thấy rằng Up họ đang duy trì khả năng sinh tồn là tuyệt vời. Bên này mình đang đứng cho mình đó là cái tốc độ pha mở góc là hay đến từ Oliver C và đó là cái Booyah, một cảm giác rất Jomos dành cho trung cá mập Nam Hiếu. Và key player trong ván thi đấu vừa qua đó là Nam Hiếu với 4 kill hạ gục và 1 điểm headshot với 1130 dam. Up với 7 điểm hạ gục, 1 Booyah và 19 điểm là những gì mà họ đã giành được trong bài thi đấu thứ hai lần này. Startup Gaming về vị trí top 2 với 5 kill và 14 điểm, 6 kill, 12 điểm cộng thêm, đó là những gì mà SOA đã làm được. Vô Group họ đang thở vào nhẹ nhõm nhưng có lẽ là khoảng cách 4 điểm sẽ bị săn bằng sớm mà thôi. Box Gaming trong một bàn đấu mà họ được 0 điểm thì Heavy cũng có con số 0 tròn chỉnh. Và bây giờ sẽ là cuộc chơi của hai đội tuyển thôi, đó là DJ Esports cùng với cả Heavy. Cơ hội để Heavy có thể giành được top 1 trong ván thi đấu lần này là có. Một người rồi, Bảnh cầm M19 quá hủy diệt. Còn đây là Bảnh B, Bảnh lựu đạn mà chúng ta đang biết trong tình huống này. Bảnh vẫn đang tiếp tục đẩy và có thêm sự hỗ trợ đến từ Kim Tròn. M51 có nâng cấp phụ kiện triple kill là có dành cho bên phía của Heavy. Bảnh vẫn đang được chơi và lấy đi thêm một nửa cây máu nữa đến từ đối phương. Panda gục rồi nhưng Bảnh vẫn đang bắn. Anh ta có M79 chưa còn tôi mạng bất kỳ ai cả. Heavy chỉ còn có 2 người mà thôi. DJ Sport đã ở gần sát và pha đấu 2 trong tình huống này. Bảnh hết bom keo rồi và chỉ phụ thuộc vào M19 là tốt. Một lần nữa Bảnh lại bắn gục đối phương và NT2K chính là mục tiêu tiếp theo cùng với cả phía bên này. Đó là một pha cứu đồng đội nhưng tôi nghĩ là không đến từ DJ Sport và thôi xong rồi.
Đây là cơ hội, Heavy lấy được top 1 là có trong tình huống này. Phía bên kia chỉ còn có đúng một người, Kim Tròn vẫn còn 7 quả tường băng để anh ta có thể dựng lên, để anh ta có thể tiếp cận, để anh ta có thể hủy diệt hoàn toàn đối phương. Từ 3 đấu 2 bây giờ chuyển thành 2 đấu 1 mà thôi. Heavy đang chờ đợi thời cơ để ngắm bắn rất tốt. Bạch cover phía sau, Kim Tròn đi trước, đó là một màn xả súng không gian nhượng, bật thêm cả hai hào quang hộ mệnh lên, không có cửa nào dành cho DJ Sport hết. Và Buya, một cảm giác rất cho mớt dành cho Heavy. Thì đó là Bảnh, người chơi chủ lực bên phía của Heavy đã có được 6 kill. Và tôi nghĩ rằng là trong 6 kill này thì cũng có ít nhất là 3 kill đến từ những pha xử lý M79 rồi. Lượng đam là 3862. Heavy với 22 điểm, 10 kill. Chắc chắn rồi, được cộng thêm 2 điểm vào trận chung kết. Vô cùng tuyệt vời dành cho Heavy trong bán thi đấu lần này. Áp 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 là 17 cho mình, đó là 17 điểm đến từ bên phía Abab. DJ Sport là 14 điểm, Buzzer Sky 12, Phú Quý là 11 và King of Free Fire là 6. Đẩy luôn God of Hoof, đẩy luôn Bobs Gaming xuống các vị trí phía dưới và vì chiếm lấy vị trí thứ 4. À, một khoảng cách tôi nghĩ rằng là vẫn còn khá xa đối với cả Flash. Và Buzzer Sky thì cũng đã vượt qua cả Flash rồi khi mà họ có được cái lượng điểm bằng Flash, nhưng nhiều hơn về cái số Booyah. Super Sài Gòn đang nuốt trọn áp 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 trong tình huống này. Và đó là những pha tấn công từ tầm xa. Super Sài Gòn hoàn toàn có thể lấy được Buya nhờ vị trí đứng là cực kỳ tốt. Tomix T đâm xe vào, nhưng Tomix T quên mất rằng ở trong pha này có đến 3 đội tuyển. Và đây là một tình huống mà Lữ Bố chiến tam anh. Bên phía Super Sài Gòn khả năng chiến thắng của họ là hoàn toàn có. Tomix T là tanker, anh ta cover để cho bốn ngón có thể xả sát thương. Và đó là M82 đây. Và AWM là quá thốn trong tình huống này, mất giáp rồi. Nhưng bốn ngón vẫn đang tiếp tục chơi, rất nhiều quả lựu đạn ném vào. Đội tuyển đầu tiên ra đi là Buzzer Sky, tiếp theo là Abab Abab và bắt đầu điểm danh 1, 2 và 3. Đó là Buya dành cho bên phía của Super Sài Gòn. Và 5 kill dành cho Tom XT, người đã lao lên cực kỳ là anh hùng ở trong pha giao tranh cuối cùng để có thể lấy được thông tin cho những người đồng đội của mình. Và anh ta có lượng đam là 1250. Và như vậy là Heavy có được 15 điểm giống như là Buzzer Sky. Và Buzzer Sky đúng là có một lượng kill cũng không hề thua kém một chút nào so với Super Sài Gòn cả. Và đây là con số 8. Và Super Sài Gòn thì cộng với cái Buya nữa thì là có được 20 điểm. Buzzer Sky vươn lên vị trí thứ 2 với 833 điểm. Heavy là 760 điểm. Box Gaming ở ngay phía sau với 338 điểm, và lại một lần nữa Heavy đã chọn cả V-Gaming và họ muốn chơi cả hai đội tuyển này cùng mình. Chúng ta thấy sức mạnh của Heavy ở đây. Chúng ta thấy Heavy một khẩu M79 đến từ bên phía của Vũ Đại. 5 điểm họ cũng đã có, chưa có bất kỳ ai knock cả V-Gaming dừng chân ở top 3. Bây giờ là 4-3 đến từ bên phía của Heavy. Và tôi rồi, rõ ràng là một cái top 1 dành cho bên phía Heavy. Bước đầu tốt đến từ Vũ Đại. Chỉ có lại 2 người và tôi không có cái cửa nào dành cho bên phía Phú Quý ngoài cái cửa tử cả. Và Panda thậm chí đang là người muốn tanh ở đây. Vòng bò đã thu Phú Quý gặp khó. Các thành viên của Heavy đứng trên đợi cơ hội. Tôi không phải làm gì nhiều cả. Đây sẽ là một cái top 1 dành cho Heavy. Với đâu đó khoảng 7-8 điểm ở gục, một người gặp không phải vấn đề. Phú Quý chỉ còn lại 2 mà thôi. Vòng bò cũng không ủng hộ cho họ. Các thành viên Heavy đã ra ốp vào. Chúng ta thấy Bảnh còn nguyên cây, Kim Tròn còn nguyên cây, thì Phú Quý không có cửa. Buya một cảm giác rất chua bớt dành cho Heavy. Và màn trình diễn vô cùng xuất sắc của Heavy nói chung và Kim Tròn nói riêng, key player của Heavy ở trong game đấu này với 5 kill, 3 headshot, 1676 sát thương. 20 điểm dành cho Heavy. Đó là một cái Buya, một cảm giác rất chua mốt, và 8 sát nghĩa là 2 điểm cộng nữa vào trong chung kết giống cho Heavy. Heavy với 780 điểm thì cái cơ sở để họ giành một hạng trong top 3, tức là vượt lên trên Team Flash, sẽ là hơi thấp. Tỷ lệ đó là sẽ là hơi thấp ở trong cái game đấu thứ 6, bởi vì họ cần phải có được 38 điểm được. Vũ Đại là người duy nhất mà họ cần phải quan tâm trong pha này. Vũ Đại vô cùng đơn độc, đạn xả vào liên tục. Anh ta không có khả năng chống cự nhiều nữa rồi. Tất cả những gì V-Gaming cần làm là cử thêm một người nữa công vào, và Vũ Đại sẽ phải nằm xuống, nhưng họ phải cẩn thận bởi vì Box đang ở rất gần. Và Step Up Gaming vẫn còn 2 người ở phía dưới sông. Thôi cụ đi rồi. Cụ đã đi, đôi chân lạnh toát đến từ bên phía Vũ Đại. Và đó là ván thi đấu có lẽ là khoảng 8 xác dành cho bên phía Heavy. Bây giờ thì một lần nữa V-Gaming bị đổi ca. Ôi, hai đội tuyển này giao tranh với nhau, Step Up Gaming ăn đấy. Hai đội tuyển này giao tranh nhau, Step Up Gaming sẽ ăn Reno. Đây vừa có một điểm ở knock, Reno có cho mình một điểm mà thôi. Chưa thấy có điểm thứ hai và có hai xác dành cho Reno. Và các thành viên của Box Gaming bán này cũng có 8 điểm cùng quá. Ôi, nhưng đó là Buya, một cảm giác rất cho bot dành cho bên phía của Box Gaming. Key player trong ngán thi đấu hôm nay của Box Gaming là Pink.
người chơi kém nổi bật nhất trong đội hình của họ ngày hôm nay lên tiếng. 5 điểm ở gục, con số đam thì rơi vào khoảng 1.001 thôi. Một con số so với 5 điểm ở gục thì không phải nhiều. Như vậy họ sẽ có được 2 điểm cộng đối với như là VGaming với 9 kill có được 17 điểm và đứng thứ 3 đó là BTS với 11 kill có được 16 điểm, Heavy có 8 kill và họ đứng vị trí thứ 4 cho nên họ có được 15 điểm. Đương nhiên rồi, bỏ qua ông chữ H màu đỏ có cánh đi. Top 2 chúng ta thuộc về Butcher Sky, top 3 là Flash, top 4 là Heavy, top 5 là Box, top 6 là Whoop. Và 12 cái tên mà chúng ta đang nhìn ở trên màn hình sẽ là 12 cái tên góp mặt ở trong vòng chung kết của Yobot The Aguter 2021 để tìm ra nhà vô địch mới của Free Fire ở Việt Nam. Với 5 Buja, 9.805 sát thương, 19 headshot, 23 kill, Kim Jon đã giành lấy danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất của tuần thi đấu này. Yobot Team of the Day của chúng ta sẽ là Heavy, 93 điểm, 41 sát, 20.000 dam và 3 lần Buja trong riêng ngày hôm nay mà thôi. Có lẽ là cái này thì mọi người đã đoán được hết rồi, đó đương nhiên sẽ là Đeo Não. Chính xác. Chỉ số quá kinh khủng, 79.000 đam, dù trong đấy khoảng 65.000 đam mà đam gạt. Vâng, còn cái số lượng Buja lên tới 15 trên tổng số chúng ta là 72 trận đấu. 38 điểm cộng là con số mà SQ có được, 28 là con số của BTS, chênh lệch giữa hai đội là 10. Heavy đứng ngay sau đó với 26 điểm, họ sẽ đứng dưới so với đội dẫn đầu là SQ 12 điểm, đúng bằng một Buja, một cảm giác rất nhiều mốt trước khi bước vào vòng chung kết. Có lẽ tôi tuyên bố luôn, giờ thì không phải là anh con bẹp, tôi không để đất cho anh con bẹp nói nữa. Là Neo Não sẽ là Yomos MVP group stage, không một ai có thể vượt qua được Neo Não cả. Và chắc chắn là lời tôi nói nó sẽ hiện thực ngày qua. Yomos VFL Winter 2021 đón xem trận chung kết bùng nổ vào ngày Chủ nhật 18h 17 tháng 10 2021. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.